Ngày 3 tháng 8, Tòa Nhân dân thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Hà Quang Danh, 25 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải và Nguyễn Thị Mỹ Chi, 20 tuổi, ngụ xã Long Đức, thành phố Trà Vinh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo cáo trạng, chiều ngày 31 tháng 5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh về bệnh viện Thiên Ân thành phố Trà Vinh để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đoạn thuộc phường 7 thành phố Trà Vinh, thấy có hai xe máy của Danh Chi và Huỳnh Thúy Nhi 24 tuổi chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước. Danh và Chi cho rằng bị xe cấp cứu ép nên chạy xe máy đuổi theo. Khi đến khu vực gần bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe cấp cứu lại. Sau đó, danh chi dùng gạch đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu rồi điều khiển xe bỏ đi. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã triệu tập danh chi và nhi làm việc. Theo kết luận giám định, tổng tài sản thiệt hại là hơn 5 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hà Quang Danh 18 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Mỹ Chi 9 tháng tù giam cùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đối với Nhi, công an tiếp tục xác minh để xử lý sau tại phiên tòa danh và chi tỏ ra hối hận về hành động của mình khi được nói lời sau cùng cả hai đều mong muốn được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt